cầu Lạng Vàng do Sở Giao thông Vận tải Xây dựng làm chủ đầu tư, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Quyết Tiến trúng thầu thi công với tổng mức đầu tư hơn 258 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 438 m, rộng 12 m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu gồm 7 nhịp, trong đó nhịp chính dài 120 m là cầu có nhịp dài nhất vượt sông Hồng trên địa bàn tỉnh hiện nay. Cầu kết nối phường Xuân Tăng ở phía nam thành phố với xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Ngoài giải quyết nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa của nhân dân hai bên bờ sông, cây cầu này còn mở hướng phát triển kinh tế xã hội và mở rộng đô thị về phía nam của thành phố Lào Cai, cũng như sự phát triển của khu vực phía bắc huyện Bảo Thắng.